Thanh Dũng xin chào anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trên kênh Thanh Dũng miền Tây Vlog. Ngày hôm nay thì Thanh Dũng sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một cái quán cơm chay, đó là quán cơm chay Thiện Duyên. Địa chỉ thì đường nằm trong tại chỗ đường Nguyễn Công Trứ, khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại là 0987 585 và 714. Rồi anh chị các bạn xem cái bảng phía trước của khu Thiện Duyên. Đây, anh chủ quay gần anh chị các bạn. Đây quán cơm chay, số điện thoại đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, quận Vị Thanh. Và anh chủ sẽ quay vào vô phía bên trong, đó là tủ trưng bày của cô. Ở phía trên đó là bánh mì. Phía dưới thì tôi cũng là bà chẳng hạn, đây là một số những cái món ăn mà Thanh Dũng cũng không gành những con cơm chay như vậy, vì từ trước giờ tôi cũng ít có dùng cơm chay cho nên là không gành như vậy. Hồi nữa để Thanh Dũng vào bên trong thì nhờ cô có thể giới thiệu cho mọi người biết được ở nơi đây thì cô bán những món ăn như thế nào nha. Dạ, đang giờ mời anh chị các bạn mình vào phía bên trong xem cô gì. Dạ em chào chị Duyên ạ. Chị Duyên bán ở đây lâu chưa? Quán trụ được 10 năm rồi nhưng mà mới về chị đây 4 tháng thôi. Dạ. Trước thì chị bán ở đâu vậy chị Duyên? Bán ở trong nhà lòng Nguyễn đường Kim Chắc Kim Nhị á. Dạ, bây giờ mình mới về về đây ha. Mới về về đây. Dạ. Chị đang làm cơm cho khách hả? Khách này khách đặt á, ta đặt trước á. Dạ. Trước bây giờ mình làm là rồi mình đi giao luôn hay là mình giao luôn? Mình giao luôn. Ở đây mình bán là sao chị, cũng như sáng mấy giờ chị bán và mấy giờ chị nghỉ vậy? 5 giờ sáng thì có đồ ăn rồi. Dạ. 5 giờ sáng mình có đồ ăn, chiều thì cả mấy giờ chị ngưng vậy? Dạ, chiều có mấy giờ chị nghỉ? Có bữa thì mình bán hết đồ sớm thì mình nghỉ sớm. Dạ, không biết bà con mình cũng như có điều kiện đi xuống Hậu Giang á thì biết được cái giờ đó chỉ còn để mà người ta có thể chạy đến đây để thưởng thức một món ăn nơi đây. Dạ. Món ăn miền Tây. Dạ, món ăn miền Tây, miền Tây, miền Tây. Ở đây chị bán là bao gồm mấy món vậy chị? Cũng hơi nhiều à, bún, hủ tiếu, bánh canh, cơm rồi miếng. Dạ. Cái này người ta đặt bao nhiêu phần hả chị? 50 phần. 50 phần. Của dạ. Nhà lớn nhất ở đây nè. Dạ, ta đặt. Đây là cái phần mà ở bên dạ, nhìn tới sau ta đặt. 50 phần. Đây chị cũng đang làm cho khách. Này chị bán cho khách đem về hả chị? Làm là nước riêng luôn, nước riêng về cho tiện. Thì khách là khách muốn ăn nước chung thì mình để nước chung, còn khách muốn ăn nước riêng mình để nước riêng. Dạ, cho nên khách dặn ha. Dặn thì ngồi
vô chung đó luôn. Nước chung luôn. Đây chị khó tiền. Dạ. Ở đây mình bán khoảng nhiêu chị? 25 ngàn một phần. Dạ. Đây, chị có khoảng xem cái nồi nước dùng nước súp cho chị. Đó. Ở trong đây thì anh Vũ thấy mốt nè, rồi đậu hũ nè, rồi măng hết gì nữa. Thấy rất là nhiều màu nữa, chắc nhờ chị có gì giới thiệu ở nơi đây, ở phía bên trong. Nồi nước súp này bao giờ có cái gì ha? Cô mua đồ á? Cô có thường ghé đây mua không cô? Cũng được thường ghé ha. Đó, chị tiếp tục đem đồ ra trưng bày thêm. Luôn. Bánh mì chay luôn. Bánh mì chay. Dạ, bánh mì chay này chị bán nhiêu sao chị? 12 ngàn ổ. 12 ngàn ổ, dạ. Trong đó bao gồm là bì, rồi chả. Chả, dưa leo. Cái đó là cái gì chị? Chị đang gấp. Cái này chả đó. Chả. Dạ. Chả chay. Chả chay. Cái này là dưa chua. Ai vậy chị Thanh ơi? Wow, tiếp tục làm tô hủ tiếu à? Bánh canh. Ồ, bánh canh luôn. Đó. Giá vô, tiếp tục đó, bánh canh vô. Chị đưa nước dùng vô trong nước dùng này là cái gì với cái gì bên trong này chị? Măng, tàu hủ, rồi anh ơi ra nhét cái lỗ lò lại cho mình, rồi các loại rau củ như mớt mình lấy làm nước ngọt. Dạ, mớt mình cho nước ngọt ha. Rồi mình bỏ vô đây trái dừa tươi, hai trái dừa tươi. Dạ, cho nước ngọt cho nó ngon hơn, cho nó đặc hơn. Đó, chị đưa chả vào, chả chay vào, miếng ngò, rau thơm. Rồi cái đó gì đó chị? Cái này là hủ ki, hủ ki chiên. Đó. Hành phi vô. Thơm ngon liền. Đây Thịnh Vũ quay gần lại cho anh chị các bạn xem nè, đây là dưa nè. Củ cải. Sau đó thì chị cũng vô bọc sẵn á, nước tương, nước mắm rồi. Tiếp theo nữa đó là chả. Wow, rồi bên đây thì cái này gì tên Vũ quên nè. Đó. Tên Vũ không gần thì máy, tên Vũ quay chỉ quay gần cho anh chị các bạn xem thôi. Đó. Ở đây thì chị bán được bao gồm là bao nhiêu đó thì chị bảo. Tên Vũ quay cho anh chị xem đó nha. Tiếp tục
chị tiếp tục làm tiếp cơm. Cơm phần này cũng là 25.000 hả chị? 25.000 luôn. Vô hộp 25.000. Chào cho khách. Cái này chắc người ta đặt hôm qua quá. Đúng rồi, người ta đặt trước á. Dạ. Chứ còn đang không đợi mua là không kịp. Dạ. Hết là cơm luôn. Ở đây mình làm ở cái quán này mấy người vậy chị? Có hai vợ chồng à. Dạ, hai vợ chồng. Do anh là bạn đó cho nên là không dám thuê người làm. Dạ. Còn có khách có yêu cầu điện qua điện thoại chị có đi giao luôn không? Có, ship tại chỗ luôn. Ở dạ. Trong vòng tỉnh này là ship hết. Dạ, trong tỉnh này là trong thành phố, trong thành phố này thì anh mới đi giao. Hết. Dạ. Khách kêu một tô hai tô cũng được. Dạ. Đó, xong anh gấp lại. 50 phần. Chiều ngày mai 6:30 mới có. Rồi bắt đầu anh chắc vào bọc và bên giao cho khách. Cái này chắc vô mấy bọc quá. Đây chắc vô 4 bọc quá. 4 bọc. Anh giao một lần được hết không? Không, chắc chưa đi giao hai quần. Chứ không tới chục. Dán chục luôn. Lấy dây thun cột lại an toàn. Đây phía bên trong chị chuyên bàn. Phía bên trong đây bao gồm cả bún nè. Còn đây là giá và các loại rau thơm. Còn đây là bánh canh. Một bánh canh anh chị. Đây là nồi cơm, chị không dám mua hết cơm. Còn đây là tàu hủ tiêu, cái hành phi, cùng với đậu phộng. Đây là 5 phần. Tươi nè. 25.000.
tên Thanh Vũ miền Tây Nguy Lốc. Thanh Vũ miền Tây Nguy Lốc. Dạ. Cái này cái gì em quên ta? Cái này chả giò. Chả giò. Ừ. Bên đây là củ kỳ non. Củ kỳ non á. Dạ. Mình muối rồi mình chiên rồi mình bỏ vô bún cũng được, cơm cũng được. Dạ. Bữa nay hơi ít món tại vì bữa nay ngủ trễ. Thứ trẻ trẻ chút thế đó. Dạ sắp tới. Củ có xả. Vô bốn bọc được bốn đục rồi đó. Bốn bọc thì chưa đủ nữa, còn một bọc nữa, còn năm bọc, năm phần nữa. Đây, bắt đầu anh ốp lại, tiếp tục vô bọc nữa. Đó. Mỗi cái kèm theo cái muỗng luôn. Cái này người ta đặt, người ta mua cho công nhân người ta ăn hay là ta... Cái này người ta... Cái này cũng như là ta lâu lâu có đợt ta cho từ thiện đó. À, ta mua về ta cho. À, cho từ thiện. Cho từ thiện. Ừ. Quá hả? Đó, đồng chí tiếp tục làm bún cho khách. Súp là thấy hấp dẫn rồi. Cái này nấu phải có nước dừa, nấu nước dừa. Ờ anh em đắng trước đi. Thì giờ uống nước dừa hậu nó ngon hơn. Đúng rồi. Hấp dẫn luôn. Người giờ cũng chả. Đây cái anh này anh ăn thì phải đặc biệt. Dạ. Ổ bánh mì luôn. Dưa leo đưa vào. Dạ, bên này thiếu món bì vậy. Ăn cái gà nào phải có bì. Dưa đưa vào. Xịt miếng nước tương. Xong ổ bánh mì 12.000. Thấy chị. Đây vào anh thì bắt đầu đi đem dao. Được không? Dao chắc dao 45 lần, 45 phần này chắc là dao anh dao lần hết. Rồi dao 2 lần luôn. Đây đó những cây số vậy hả anh? Không tới đâu, 200m. Dạ. Rồi, xuất phát. Dạ. Tôi chắc anh đợi khách luôn quá. Mấy ngày chay thì hầu như là ta ăn nhiều. Mấy ngày chay rồi đó. Dạ.
ti. Mẹ ăn ngon, ăn với cơm mắm. Cơm, ngon ha. Ngon. Muối chiên, cái này là mấy cô ở trên chùa nói là ăn cái này thay thế bò nó bổ. Dạ, mẹ bổ. Như nó, cái này lấy từ tà hủ. Dạ, tà hủ chiên. Có măng nữa phải không chị? Này măng đó. Măng, dạ. Này bún măng. Bún măng. Đó là gà là cái gì vậy? Về miền Tây ăn bún măng chay ở quán Thiện Duyên. Ờ, ở đây mình có bảng, cái bảng Thiện Duyên không chị? Có, ở trên. Có bảng ở trên ha. Lát nữa em quay trên. Có về thành phố Vị Thanh thì anh chị các bạn nhớ ghé chân tại quán cơm chay Thiện Duyên. Thì ở nơi đây là số 95 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Vị Thanh. Anh chị có các bạn ghé đây để mà thưởng thức những cái món cơm chay ở nơi đây. Đó, thì Thành Dũng cũng đã quay cho anh chị đã thấy cái bảng, anh chị các bạn dễ tìm. Có ha, còn có một cái nữa hơi lãng lãng không không tôi không không gì không lợi cái nữa là im à. Đây các bạn chỉ đi giao. Cô chú cho con quay chút xíu nha. Mình có thường ghé đây ăn không? Dạ. Cô ghé hoài à. Ghé, thường ghé ăn đây ha. Dạ. Cô chú chắc cũng ở nhà gần đây. Ở với cầu Lẫm. Ở cầu Lẫm. Mình lên đây ăn sẵn rồi đi công việc đây. Ghé đây ăn luôn hay là sao? À, đi chợ mua đồ đó. Dạ, rồi đi qua chùa Hoàng Đế bển. Dạ. Ồ, mình cảm có thể chia sẻ cảm nhận thức ăn ở đây đây cho con xin. Vừa ăn ngon, bởi mấy ghé ăn hoài nè. Dạ. Ngon ghé. Dạ, cảm nhận ăn ngon. Ghé ăn hoài. Chị nấu ăn ngon thiệt. Dạ. Dạ. Do mình mới từng xuyên ghé ha. Ừ. Dạ, ghé đây bắt đầu đi qua chùa luôn. Ghé đây đi qua chùa. Dạ. Rồi chúc cô chú ăn ngon miệng ha. Dạ. Quay lên đại cái gì? Có cái này quay YouTube. Dạ. Mỗi thứ là một ăn sẽ có vị vậy nè, cái này là tàu hủ. Bún
thời gian ha. Vậy là anh đang mua bún bò Huế. Giao vần lần này nó là xong. Anh là nhiệm vụ chạy vòng ngoài phải không? Đi giao. Trách nhiệm chạy vòng ngoài. Ừ, chạy vòng ngoài. Đó, rồi anh bỏ vô bọc. Tiếp tục làm một tô bún ăn. Đó, bắt đầu mình đưa giá gạo thơm bún vào. Rồi, em cảm ơn chị. Đó, Vũ quay ăn chay nè, thì nó các bạn nhìn thấy không? Đẹp không? Có màu sắc rực rỡ. Mùa thương bay lúc. Mặc dù từ trước giờ Vũ thích ăn cơm chay, ăn chay, mà bây giờ nhìn thấy cái tô này thì anh Vũ cũng muốn thèm nè. Đó, anh nước miếng mà anh chảy ra không thể nào cưỡng lại được. Rồi, đây anh chị các bạn xem. Đó, tình Vũ quay gần lại cho anh chị các bạn xem. Đó, đẹp không? Gì đêm không ăn rồi. Rồi, bắt đầu thêm vô một miếng hành, nặng vô cho nó cái hương vị. Cái đó là có cái hậu á, hậu gì cho chua chua. Ngon thêm nha. Hành này không? Rồi, thêm vô một miếng một cái nước mắm nữa. Cái này mình cắm xương này cắm. Hôm qua cái Tình Vũ cũng chưa tận gần ăn cái này sao, Tình Vũ chỉ biết như thế nào cảm giác ngon thôi nhé. Rồi mình vớt mấy cái hộp của hành ra. Rồi Tình Vũ mời anh chị và các bạn dùng bún măng chay với Tình Vũ nha. Rồi anh Vũ mời anh chị các bạn cùng dùng cái măng chay với Tình Vũ. Đó, bắt đầu trộn lên nha. Trộn lên. Bye.
thức một cái miếng nước dùng. Nước dùng của chị làm rất là ngon, nhờ có cái hậu của nước dừa. Wow, nó hòa quyện với một miếng, với những cái một số những cái cây chẳng hạn như mướp rồi, còn gia vị được đưa vào. Đặc biệt là nó có chua chua là tại vì mình thêm vô miếng hạt. Rồi mời anh chị các bạn dùng nha. Này nó cũng ngon. Chấm nước này đây. Như dầm những cái bởi vì mỗi một tầm thức ăn đều có một cái vị ngon riêng của nó. Thank you.
Thanh Vũ xin kết thúc video tại đây. Và Thanh Vũ cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video này. Và nếu như anh chị và các bạn cũng đã thường ghé ở quán của cô Thiện Duyên này, quán Thiện Duyên này mà thưởng thức ở món ăn chay tại đây, thì anh chị các bạn hãy cho Thanh Vũ xin một cái lời bình luận để cảm nhận cái món ăn ở nơi đây như thế nào nha. Còn nếu anh chị nào chưa, thì anh chị cứ có điều kiện, có dịp mà anh chị và các bạn về thành phố Vị Thanh, đi trên cái đường Nguyễn Công Trứ, và anh chị ghé trang tại chỗ quán của quán Thiện Duyên để mà thưởng thức món ăn nơi đây. Cái địa chỉ cụ thể thì anh chị Thanh Vũ có để ở cái đường mô tả phía dưới, và anh chị các bạn cũng nhớ cho Thanh Vũ xin một cái lời bình luận để cảm nhận cái món ăn nơi đây nha. Và Thanh Vũ lúc nào cũng mong muốn anh chị các bạn yêu quý kênh và đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và bây giờ thì xin tạm biệt anh chị các bạn, và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo. Xin chào, bye bye.